Vừa qua, Chipu đã có buổi livestream giao lưu với fan trên nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc là Weibo nhân dịp tài khoản của nữ ca sĩ đạt hơn 400.000 người theo dõi. Trong buổi livestream, Chipu ăn diện đơn giản, khoe nhan sắc ngày một thăng hạng. Nữ ca sĩ đã mộc bang và trò chuyện cùng với khán giả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Trung. Đặc biệt, Chipu cũng rất chiều fan khi sẵn sàng hát những ca khúc mà người hâm mộ yêu cầu, bao gồm những ca khúc nữ ca sĩ từng thi đạp gió 2023, cũng như các bản hit đình đám trong sự nghiệp âm nhạc của Chipu. Cụ thể trong clip, nữ ca sĩ cho thấy khả năng nói tiếng Anh cực lưu loát, đặc biệt Chipu đã ngẫu hứng hát ca khúc Who's That Girl theo yêu cầu của một số fan Trung Quốc. Được biết, đây chính là bài hát từng được Chipu trình diễn trong đêm chung kết của đạp gió 2023 kết hợp cùng với Lưu Nhã Sắt. Tuy nhiên, trong lúc đang hát đầy hăng say, Chipu đã gặp sự cố quên lời. Dù rất cố gắng nhớ lời để thể hiện suôn sẻ bài hát, nhưng cuối cùng Chipu cũng chỉ có thể phiêu theo giai điệu của ca khúc chứ không thể hát trọn vẹn. Chipu cho biết cũng đã rất lâu không hát ca khúc này sau khi đạp gió kết thúc, cộng thêm việc được fan yêu cầu hát một cách đầy ngẫu hứng trên livestream nên nữ ca sĩ chưa kịp ôn bài. Sau khi thành công ra mắt ở chương trình đạp gió, sự nghiệp của Chipu vụt sáng tại Trung Quốc. Cô liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình ở đất nước tỷ dân, người đẹp tích cực giới thiệu, quảng bá với bạn bè quốc tế về văn hóa, ẩm thực, du lịch của quê hương ở nước bạn. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen từ khán giả vì quảng bá rất tự nhiên và tinh tế. Chipu cũng được mời tham gia các chương trình giải trí hay các đại nhạc hội lớn của Trung Quốc như Timor, Asian Young Music Festival 2023, AYMF, Đại nhạc hội Thanh niên châu Á. Năm qua, Chipu cũng nhận về đề cử danh hiệu nghệ sĩ nổi bật của năm tại đêm hội tầm nhìn Weibo, Weibo TV and Internet Video Summit 2023. Chia sẻ về hoạt động của Chipu, quản lý của nữ ca sĩ cho biết Chipu vẫn sẽ hoạt động song song ở cả hai thị trường Việt Nam và Trung Quốc. Dù ở đâu, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình và nắm bắt từng cơ hội để phát triển sự nghiệp của Chipu ở mọi lĩnh vực, cũng như mang đến cho khán giả những dự án đầu tư, tâm huyết mà qua đó có thể giới thiệu mạnh mẽ hơn nữa về hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ngoài ra, hành trình đạp gió 2023 đã thay đổi Chipu khá nhiều. Từ một cô gái hướng nội trong tính cách, Chipu của hiện tại đã cởi mở và hướng ngoại hơn, suy nghĩ cũng theo chiều hướng tích cực hơn. Cách đây ít ngày, cộng đồng mạng đã không ngừng xôn xao trước bình luận của Chipu bên dưới bài đăng của một nhóm fan club kín. Theo đó, sau một năm tham gia đạp gió ở Trung Quốc, nữ ca sĩ đã có những trải lòng rất chân thật về sự thay đổi của bản thân ở thi hiện tại. Cụ thể, Chipu cho biết, tôi là kiểu người thích ở nhà, ít giao lưu, ngại làm phiền người khác, dễ tổn thương, càng ngày càng sống khép kín. Phải thực sự thân thuộc lắm tôi mới cởi mở. Mấy năm đạp gió mùa mới phát sóng, tôi có dịp nhìn lại một năm vừa qua, tôi thấy tôi thay đổi khá nhiều các mình ạ. Tôi thấy tôi hướng ngoại hơn, vui vẻ hơn, suy nghĩ tích cực hơn, đôi lúc cũng mạnh dạn buông lá chắn xuống, lên mạng đọc tin tức nhiều hơn. Song tôi cũng cảm thấy tôi được các mình yêu thương nên tôi sẽ nhõng nhẽo ăn vạ mà không cảm thấy như đang làm phiền người khác. Nói sao nhỉ, kiểu tôi cảm thấy nơi này an toàn và đáng tin tưởng ấy, hóa ra tình yêu đúng là có thể chữa lành và thay đổi một con người các mình ạ, nên là cảm ơn các mình vì đã bước vào cuộc đời tôi nhé.